Hôm nay lại trở về đây của gian hàng phở của năm 1974. Và tôi đã ngồi ở đây đầu tiên ăn quán phở này lúc mà chú đang để cái nồi phở bò nấu trước cửa. Có đứa nào ấy chẳng tay sạch đẹp chụp cho cô nè. Dạ cháu đang quay phim đó chú. Đây là quán phở của tổ văn hóa 288 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ủa ngày xưa tên này cũ là quên là cấp quên tên gì rồi nè. Sạc đồ gôn. Không, đường cũ là sạc đồ gôn nữa, không có. Gọi là Nam Kỳ khởi nghĩa Tiêu Công Lý. Và chú này là cũng biết tôi trong một cái ký ức kỷ niệm. Và đó là căn nhà của bạn tôi là anh Thông, cùng học luật với nhau năm 1973. Và đây là cháu Nam yêu thương. Mặt cháu như cái đường mương. Cháu Tú Anh mặt cháu yêu dấu. Đó đã có cháu yêu dấu mặt cháu như trái dưa hấu. Em Lâm yêu quý của tôi mặt em yêu mến. Cái gì đó. Em yêu mến của tôi mặt em như cây nến. Đây là cháu Tỷ ngọt ngào của tôi. Và đây là con đường hẻm yêu thương mà tôi vẫn thường đi học trở về và nghỉ ngơi tại nhà anh Thông, bạn của tôi, cùng học chung với nhau trường Lục Hoa năm 1973. Cái tô này lớn chắc của chú này hả? Và đây cháu Nam sẽ quay cái khuôn mặt của tôi. Khuôn mặt cũng như ngày nào chỉ có cái mọc như cái luôn. Sao bé? Là lần đầu tiên cô ăn gân bò nên cùng tôi chạy như con bò. Lấy cái chai đường qua giùm nè con. Rồi xin chào. Cái chai đường đó.